Thưa quý vị và các bạn, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nhưng lại bị chủ sử dụng đất lân cận tranh chấp một cách vô lý. Bên tranh chấp là bà Nguyễn Thị Hồng không chứng minh được quyền khiếu nại, quyền khởi kiện đối với phần đất tranh chấp. Nhưng gần 5 năm qua, gia đình bà Bùi Thị Sẻ, đại diện là ông Nguyễn Hữu Kế, con trai, hiện trú tại phường An Hòa, thành phố Huế, vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua. Và hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng với chương trình bàn luận với luật gia Hoàng Ngọc Thanh xoay quanh trường hợp cụ thể này. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng với luật gia Hoàng Thanh xem đoạn phóng sự sau để cùng tìm hiểu về trường hợp vừa rồi. Thửa đất số 272 diện tích 345,8 m², tọa lạc tại địa chỉ 24/8 Lý Nam Đế, phường An Hòa, thành phố Huế, hiện do ông Nguyễn Hữu Kế, đại diện cho mẹ mình là bà Bùi Thị Sẻ quản lý sử dụng. Nguồn gốc thửa đất này là do ông Nguyễn Hữu Trừ, ông nội ông Nguyễn Hữu Kế, để lại cho bố mẹ mình là Nguyễn Hữu Xảo Anh và Bùi Thị Sẻ làm nhà ở. Sau đó ông Nguyễn Hữu Xảo Anh chết, bà Bùi Thị Sẻ tiếp tục quản lý sử dụng cho đến nay. Tiếp giáp với thửa đất này là thửa đất số 286, diện tích 596 m², do ông Nguyễn Hữu Xảo, cũng là con của ông Nguyễn Hữu Trừ, quản lý sử dụng. Theo bản đồ địa chính 299, bà Bùi Thị Sẻ đăng ký thửa đất số 553, diện tích 480 m². Ông Nguyễn Hữu Xảo đăng ký thửa đất số 554 cùng tờ bản đồ số 9, diện tích 572 m². Giữa hai thửa đất này không thể hiện lối đi chung. Theo bản đồ địa chính lập năm 1996, bà Sẻ đăng ký thửa đất số 272, diện tích 345,8 m². Ông Xảo đăng ký thửa đất số 286 cùng tờ bản đồ số 45, diện tích 596 m². Giữa hai thửa đất này cũng không thể hiện lối đi chung. Ngày 17 tháng 8 năm 2003, ông bà Nguyễn Hữu Xảo, Nguyễn Thị Em được Ủy ban nhân dân thành phố Huế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 286. Trước đó, tại biên bản xác định ranh giới lập ngày 21 tháng 5 năm 2003, được Ủy ban nhân dân xã Hương Sơ xác nhận, thì thửa đất 286 của ông Nguyễn Hữu Xảo không thể hiện lối đi chung với thửa đất số 272 của bà Sẻ. Trong quá trình sử dụng, ông Xảo, bà Em chuyển nhượng cho vợ chồng ông Hoàng Công Bửu, Nguyễn Thị Hồng 110 m², chuyển nhượng cho ông bà Nguyễn Duy Thành, Hoàng Thị Kim Cương 100 m². Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã chỉnh lý lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Xảo, bà Em. Trên tất cả các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Xảo, bà Em đều không thể hiện lối đi chung với thửa đất số 272 do bà Bùi Thị Sẻ quản lý sử dụng. Thế nhưng một điều nghịch lý lại xảy ra khi vào năm 2014, gia đình bà Bùi Thị Sẻ lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 272, tờ bản đồ số 45 của mình, thì vấp phải sự ngăn cản của bà Nguyễn Thị Hồng, con gái ông Nguyễn Hữu Xảo, với lý do đưa ra là tồn tại một lối đi chung rộng 1,5 m² giữa hai thửa đất. Khi tôi làm thẻ đỏ thì ông dành lại cái đường đi, mà đất thì không có cái đường đi nơi. Thì ông viết đơn ông kiện, ông yêu cầu để lại cái đường đi. À, nhưng tôi không đồng ý vì đất mô là ra này rồi. Đất của ông mẹ để lại, ông nội để lại thì ông ở đã nhiều rồi, ông ở trên 600 m². Còn tôi còn lại là 470 m² thôi. Thì thẻ đỏ ông đã cắt rồi, đã làm, ông chấp nhận ông làm trước rồi. Thì phần của tôi làm thẻ đỏ, thì ông kiện lui kiện tới. Ông không cho tôi làm thẻ đỏ, ông vẽ tôi chưa lại. Còn ông với ông để lại, chưa lại cái đường đi cho ông. Nhưng trong thẻ đỏ cũng không có, mà trong bản đồ qua mấy đời cũng không có nơi. Thưa luật gia Hồng Thanh, luật gia có ý kiến gì về việc gia đình ông Nguyễn Hữu Xảo, đại diện là bà Nguyễn Thị Hồng cho rằng tồn tại một con đường đi chung rộng 1,5 m giữa hai phần đất này đi ra đường kiệt ạ? Theo hồ sơ mà chúng tôi đọc được á, thì ngay cả trong bản đồ 299, từ trước thì ở hai cái lô đất này không có lối đi chung. Và cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho Nguyễn Hữu Xảo vào năm 2007 cũng không có lối đi chung. Và trong quá trình lập thủ tục để được cấp giấy đó, ông Nguyễn Hữu Xảo cũng chưa bao giờ đề cập lối đi chung. Cái lối đi chung này thì không hiểu ở đâu lại ra một cái bản vẽ vào năm 2014. Thì chúng tôi tìm thì không có căn cứ nào để chứng minh cho cái lối đi này. Có lẽ là theo đề nghị của đương sự. Và các công văn của cái phòng tài nguyên môi trường cách đây nhiều năm, của một cái vị lãnh đạo trước đề nghị hưu, rồi công văn của Ủy ban thành phố chỉ đạo giải quyết vấn đề này, cũng đã khẳng định rằng không có lối đi chung.
Thì như vậy rõ ràng là không có lối đi chung. Thì bây giờ bà Hồng, con của ông Sạo, cho rằng có lối đi chung, thì về nguyên tắc bà phải chứng minh. Vâng. Chứng minh ở đây có nghĩa là bằng những căn cứ pháp lý để xác định rằng là thửa đất này, hai thửa đất này đã có lối đi chung trước đây. Thì cái đó không có. Vâng. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu với nhau rằng là không có lối đi chung. Mà trong nguyên tắc dân sự cũng như lĩnh vực đất đai nói riêng đấy, thì bản thân đương sự nếu đã yêu cầu khiếu nại thì anh phải chứng minh. Và nếu khẳng định là ông Nguyễn Hữu Sạo đại diện là bà Nguyễn Thị Hồng không có quyền đối với phần đất mà ông bà này cho rằng là lối đi chung, thì ông bà này có quyền khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Bùi Thị Sẻ hay không, thưa luật gia? Như vậy thì cái tư cách pháp lý của đương sự khi giải quyết khiếu nại tức là phải có lợi ích liên quan đến cái một cái tài sản nào đó, một cái tranh chấp nào đó. Thì như tên tôi đã nói đấy, là qua quá trình xác minh thì Phòng Tài nguyên Môi trường trước đây, rồi Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, rồi kể cả địa phương cũng xác định là không có lối đi chung, tức là không có cái phần đất mà bản thân người khiếu nại cho rằng có lối đi chung. Thì như vậy rõ ràng họ không có tư cách pháp lý để khởi kiện khiếu nại, hay nói một cách khác là họ không có quyền là đưa ra một khiếu nại vu vơ, không có bằng chứng để gây khó khăn cho cái người xác cảnh, tức là làm cho họ ảnh hưởng và không thực hiện được cái thủ tục là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vâng. Và như vậy có thể khẳng định rằng là gia đình bà Bùi Thị Sẻ hoàn toàn có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 272 tờ bản đồ số 45, đúng không ạ? Cái này không phải là công luận khẳng định nữa, mà cái công văn 692 16 tháng 9 năm 2014, công văn là 3608 tháng 12 2015, rồi công văn 1534 26/25 tháng 6 2015, rồi vân vân, tất cả những cái này đã khẳng định, những nội dung như vừa nêu, chứ không phải chỉ là công luật. Xin cảm ơn luật gia. Thưa quý vị và các bạn, nếu chịu theo các quy định của pháp luật cũng như là theo các văn bản trả lời đơn thư công dân của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, thì bà Bùi Thị Sẻ có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 272 tờ bản đồ số 45 mình đang quản lý sử dụng. Nhưng cho đến nay đã gần 5 năm, việc này vẫn chưa được tiến hành. Sau khi có đơn ngăn chặn của bà Nguyễn Thị Hồng, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà Bùi Thị Sẻ bị tạm dừng. Do đó, ông Nguyễn Hữu Kế, đại diện cho mẹ mình, đã làm đơn gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Sẻ. Sau khi tiến hành hòa giải không thành tại địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường kiểm tra đề xuất giải quyết đơn thư của ông Nguyễn Hữu Kế. Ngày 16 tháng 9 năm 2014, sau khi thẩm tra, Phòng Tài nguyên Môi trường đã có báo cáo số 692 có nội dung khẳng định không tồn tại lối đi chung giữa hai thửa đất số 286 nay là 424 của ông Nguyễn Hữu Sạo và thửa 272 cùng tờ bản đồ 45 của bà Bùi Thị Sẻ. Do đó không có cơ sở xem xét yêu cầu của gia đình ông Nguyễn Hữu Sạo mà đại diện là bà Nguyễn Thị Hồng. Trên cơ sở đó, ngày 25 tháng 6 năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ban hành thông báo số 1534 giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân phường An Hòa, chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, tiến hành cắm mốc, phân định ranh giới giữa hai thửa đất. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Huế và địa phương hướng dẫn bà Sẻ lập lại thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, phía bà Nguyễn Thị Hồng lại tiếp tục làm đơn khiếu nại. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế không thụ lý giải quyết đơn của bà Hồng. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, sau khi ông Nguyễn Hữu Kế, con trai bà Sẻ làm đơn kiến nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tiếp tục ban hành văn bản trả lời, trong đó khẳng định gia đình ông Nguyễn Hữu Sạo không có quyền lợi hợp pháp đối với thửa đất 272 tờ bản đồ 45 của bà Sẻ và nhắc lại chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường An Hòa cùng các phòng chức năng tổ chức cắm mốc phân định ranh giới giữa hai thửa đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Sẻ. Song việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Sẻ vẫn dậm chân tại chỗ. Đến tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Hữu Kế tiếp tục gửi đơn thư và Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cũng tiếp tục yêu cầu Phòng Tài nguyên Môi trường nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Sẻ. Nhưng tất cả tiếp tục rơi vào im lặng một cách khó hiểu. Thời gian đã kéo dài năm 2014 cho đến năm 2019. Mà Ủy ban phường An Hòa vì thành phố Huế không giải quyết cho gia đình chúng tôi. Mà bà già đã yếu húng rồi, bà đã qua trên gần 90 tuổi rồi. Trong mong trong gia đình để trông lại cho bà già nằm một cái thời đó, bà có qua đời, bà cũng thoải mái. Giờ
chính quyền về pháp luật làm cho rõ ràng những công việc theo yêu cầu của gia đình chúng tôi. Còn gia đình chúng tôi không tranh chấp, không giành giật đất của ai cả. Quay trở lại với cuộc bàn luận ngày hôm nay. Vâng, nếu khẳng định Ba Bùi Thị Xẻ có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 272 từ bản đồ số 45 về việc các cơ quan có thẩm quyền không giải quyết hoặc là kéo dài vụ việc cấp giấy cho bà Nguyễn Thị Xẻ, Ba Bùi Thị Xẻ thì có chế tài nào xử lý không ạ? Nghiên cứu hồ sơ này tôi không hiểu tại sao lại kéo dài đến bây giờ. Và vừa rồi thì tôi được biết là Phòng Tài nguyên Môi trường vào tháng 3 2019 để tiếp tục mời ông Xẻ đến rồi lại bà Hồng đại diện ông Xẻ. Cái ủy quyền mới tôi không biết có không, lại tiếp tục gọi là khiếu nại. Trong lúc quá trình trước đây thì có lần bà Hồng bà nói tốn khiếu nại cái đó. Thì bây giờ làm lại như vậy có phải là một quy trình mới không? Trước đây quy trình đã qua 5 năm, tức là vào năm 2014 tháng 2. Bây giờ bắt đầu một cái đơn lại của bà Hồng thì có phải là thêm 5 năm nữa không? Và như chúng ta biết là kỳ bà Xẻ mà mẹ ông Kế năm nay đã gần 90. Vâng. Và khi khiếu nại thì bà ta mới khoảng tầm 3, tầm 4. Và nếu kéo dài như vậy nữa thì bà ta cũng có thể không tồn tại. Rồi những cái tranh chấp đó kéo dài về đâu mà không có cơ sở. Chúng tôi đề nghị là cơ quan có liên quan, cơ quan có trách nhiệm phải xác định lại cái quyền và nghĩa vụ của cái người khiếu nại cũng giống như quyền của người sử dụng đất để tiến hành các thủ tục cần thiết. Và câu hỏi cuối cùng là theo quan điểm riêng của luật gia thì cần phải xử lý thế nào để vụ việc này có thể được giải quyết dứt điểm ạ? Thì như thế này, bởi vì là cái khiếu nại không được giải quyết thì lý do là có đơn ngăn chặn. Đơn ngăn chặn đây tức là đơn của bà Hồng, con của ông Xẻ. Trong lúc đó luật quy định, trong luật tố tụng dân sự, luật thi hành án dân sự, rồi luật hình sự, luật tố tụng hành chính, người ta đưa ra là trong trường hợp nào thì phải tạm dừng. Có nghĩa rằng khi đã có quyết định hoặc yêu cầu của những cơ quan có thẩm quyền đó thì anh phải tạm dừng lại, chờ người ta giải quyết xong. Thì trong trường hợp này có không? Thì chúng tôi thấy không có. Và năm 2014 thì Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm của Bộ Tư pháp có một công văn là 253. Trong đó còn nêu rõ là bởi vì trong luật là 203 và luật là 2013 thì sẽ được cấp giấy khi không có tranh chấp. Điều đó có nghĩa rằng khi đang có tranh chấp thì cái việc cấp giấy phải dừng lại. Thì bây giờ trong trường hợp này á, là cái đơn của đương sự, đơn của công dân gửi đến để coi là có tranh chấp thì không được, mà phải chứng minh. Mà thậm chí trong tố tụng dân sự đấy là cái người yêu cầu tạm dừng, tức là yêu cầu tòa án áp dụng cái biện pháp khẩn cấp tạm thời, thì người đó phải có trách nhiệm bảo đảm, thậm chí phải đặt quỹ tiền vào ngân hàng để khi xác định cái yêu cầu đó không đúng mà gây thiệt hại cho cái người bị tạm dừng đó, thì người ta có quyền yêu cầu bồi thường và tòa án có thể giải quyết vụ án độc lập. Trong thi hành án cũng thế thôi, ngay cả tòa án khi tự mình áp dụng một biện pháp khẩn cấp tạm thời, ví dụ trường hợp là dừng lại mà nếu sai thì tòa án còn phải chịu trách nhiệm bồi thường. Thì trong trường hợp này bà có cái đơn như vậy, và thành phố, Phòng Tài nguyên Môi trường kéo dài 5 năm rồi cho đến bây giờ không biết đến bao giờ nữa, thì tất cả những thiệt hại sau này thì bà Xẻ, nếu bà Xẻ không còn thì ông Kế là những người thừa kế, người ta khởi kiện ai để đòi bồi thường? Thì đây là một vấn đề mà tôi cứ trăn trở. Không phải trường hợp này và một số trường hợp khác thì chúng tôi sẽ nghiên cứu tìm hiểu và sẽ có những ý kiến để giúp và tham vấn cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vấn đề cho đến nơi đến chốn, đặc biệt là bảo đảm lợi ích của công dân. Mà trong trường hợp nếu mà không giải quyết được theo luật khiếu nại thì người dân có thể khởi kiện một vụ án hành chính để yêu cầu tòa án giải quyết về cái hành vi hành chính hoặc quyết định chính nó không được pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 5 năm đình trệ, đến đầu tháng 3 năm 2019, các phòng ban chức năng của thành phố Huế tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường An Hòa để làm việc với các bên trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Bùi Thị Xẻ. Tuy nhiên, cũng như các lần trước, mọi việc vẫn không có tiến triển khi tiếp tục vấp phải sự phản đối vô lý của bà Nguyễn Thị Hồng, người đại diện cho ông Nguyễn Hữu Xảo. Qua đây thì chúng tôi xin chuyển toàn bộ nội dung vụ việc này cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế để có chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền nhằm bảo vệ tình thương tôn pháp luật cũng như là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Và chương trình cùng bàn luận ngày hôm nay thì đến đây cũng xin được kết thúc. Một lần nữa cảm ơn luật gia Hoàng Thanh đã luôn đồng hành cùng chương trình cùng bàn luận. Quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến chương trình qua các cách sau. Có thể gửi đơn thư trực tiếp về hộp thư truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế, địa chỉ 58 Hùng Vương, thành phố Huế, hoặc gửi email qua địa chỉ hộp thư truyền hình a@gmail.com, hoặc truy cập vào trang Facebook của chương trình hộp thư truyền hình TRT. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.